Đội tàu đặc nhiệm mẫu hạm của Mỹ bắn đạn thật ở Biển Đông. Đội đặc nhiệm tác chiến mẫu hạm nguyên tử USS Reiner Reagan dẫn đầu vừa tập trận quy mô bắn đạn thật trên Biển Đông để đảm bảo tự do hải hành ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Bản tin của Hải quân Hoa Kỳ cuối ngày Chủ nhật cho hay, tàu tấn công của mẫu hạm USS Reiner Reagan của đài tàu đội bộ nhóm tác chiến USS Boxer đã phối hợp với nhau khi hoạt động tập trận bảo vệ an ninh và ổn định, hậu thuẫn cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và hải hành. Các đội tàu vừa kể cùng với máy bay của Hải quân Mỹ và máy bay của Thủy quân lục chiến Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc tập trận mặt trận trên chiến trường chiến đấu với kỹ thuật cao khi hoạt động trong khu vực với trách nhiệm của hạm đội 7. Hoạt động của chúng tôi ở Ấn Độ-Thái Bình Dương đặt trong tâm trạng việc duy trì ổn định hòa bình trong khu vực. Đồ đốc Gorosin Forbes chỉ huy trưởng của lực lượng đặc nhiệm 70, được dẫn lời trên báo của Hải quân Mỹ. Sự hiện diện của chúng tôi phản ánh lời cam kết của chúng tôi về những giá trị chúng tôi chia sẻ với nhiều đối tác và đồng minh ở khu vực. Đồng thời chúng tôi chuẩn bị đối phó với những thách thức mà những giá trị chung bị thách đố với sức mạnh vượt trội, sức mạnh tổng hợp giữa đội tàu mẫu hạm và đội bộ tấn công. Cuộc tập trận không thấy cho biết diễn ra vào ngày nào tại khu vực nào trên Biển Đông. Tuy nhiên, bản tin nói cuộc tập trận gồm nhiều các hoạt động khác nhau từ tấn công đường biển, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hay là chống tàu tấn công chạy nhanh, bắn đạn thật, phòng không và chống hạm tàu ngầm, chống tàu ngầm. Đây có vẻ như là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất mà Hải quân của Mỹ tổ chức trên Biển Đông. Vài ngày sau khi Trung Quốc khoe hàng loạt vũ khí tối tân ở cuộc diễu binh tại ngày quốc khánh ở Bắc Kinh hôm 1 tháng 10 năm 2019, vào ngày 28 tháng 9 năm 2019, tin quốc tế cho hay nhóm tàu hàng không mẫu hạm USS Dragon rời căn cứ ở cảng Nhật Bản xuống Biển Đông có vẻ như là đưa ra dấu hiệu gửi đến cho Bắc Kinh khi biết Trung Quốc tổ chức kỷ niệm 70 năm quốc khánh và không giấu giếm tham vọng thống trị thế giới. Mạng xã hội của Trung Quốc phổ biến một tấm hình nói là mẫu hạm USS Dragon đơn độc bị khoảng 7 tàu chiến chiến hạm của Trung Quốc bao vây xung quanh trên biển Đông nhưng không thấy rõ rệt giữa những đám mây che mờ. Trong những tấm hình của cuộc tập trận đăng tải trên hải quân của Mỹ, người ta chỉ thấy hai nhóm tàu USS Reagan và USS Boxer gồm năm chiếc đi theo đội hình, không thấy chiếc tàu nào của Trung Quốc. Cuộc tập trận của quân đội đặc nhiệm hải quân của Mỹ trên biển Đông, trong khi cuộc đối đầu giữa các tàu của Việt Nam và Trung Quốc vẫn tiếp diễn tại bãi Tư Chính. Trong khi nhóm tàu khảo sát hải dương địa chất 82 trang đi trình 8 lên phía Tây Bắc, ngang với tỉnh Bình Định gần bờ biển của Việt Nam hơn thì một số tàu hải cảnh của Trung Quốc ở khu tại khu vực bãi Tư Chính vẫn tiếp tục ngăn cản đe dọa các hoạt động dầu khí của Việt Nam tại lô dầu 061. Có thể thấy được dã tâm bất tận của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo các chuyên gia, những hành vi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam điều Việt Nam cần làm là khởi kiện hoặc đưa Trung Quốc ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vì những gì mà Trung Quốc đã làm hiện tại thì Việt Nam thừa đủ những căn cứ, căn cứ pháp luật và những bằng chứng để kiện Trung Quốc ra Tòa án Bảo an Liên Hợp Quốc. Sáng ngày 6 tháng 10, Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển thuộc Liên Hợp hội các quốc gia kỹ thuật Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học vùng biển bãi tư chính và luật pháp quốc tế. Theo các chuyên gia tại tọa đàm, trước khi có những hành vi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Điều Việt Nam cần làm là khởi kiện hoặc đưa Trung Quốc ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, dẫm đạp lên luật pháp quốc tế. Phát biểu tại tòa đàm, Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an nhấn mạnh, tình huống hiện nay nhóm tàu khảo sát hải dương địa chất 8 xâm phạm khu vực đặc quyền kinh tế bãi tư chính. Nguy hiểm hơn là việc Trung Quốc vào năm 2014 đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông bởi vì khu vực bãi tư chính hay là rộng lớn hơn và vùng biển phía Nam Biển Đông vốn đã hoàn toàn nằm trong vùng 200 hải lý đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam tính từ đất liền. Trung Quốc có nhiều luận điệu về vấn đề Biển Đông trong đó có luận điệu quần đảo Trường Sa thuộc về Trung Quốc là hai lần sai. Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương cái sai thứ nhất theo công ước Liên hợp quốc về luật biển UNCLOS năm 1982, quần đảo Trường Sa không được thuộc quy chế của hai quốc gia hay là quốc gia quần đảo, nên không có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý. Và cái sai thứ hai, đương nhiên là quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa không thuộc về Trung Quốc. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền với hai quần đảo này. Nhiều năm qua, Trung Quốc đã rất nhiều luận điệu ngang ngược để đòi hỏi độc chiếm Biển Đông. Trong đó, theo một số nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, cũng như quốc tế, thì yêu sách tứ xa là nguy hiểm hơn cả, bởi phạm vi của nó còn rộng lớn hơn nhiều so với yêu sách đường chính đoạn, vốn chiếm tới 80% diện tích Biển Đông. Minh chứng là vùng hoạt động của tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 hiện không nằm trong phạm vi đường chính đoạn, nhưng nó lại là yêu sách trong yêu sách tứ xa. Đến thời điểm hiện tại, Cả Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao của nước này là ông Cảnh Sàng đều đã khẳng định yêu sách tứ xa, thể hiện rõ dã tâm biến Biển Đông thành ao nhà của mình. Theo yêu sách này, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với bốn nhóm cấu trúc ở Biển Đông mà họ gọi là tứ xa, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc yêu sách cả các cấu trúc này là một thực thể pháp lý đơn nhất, đủ điều kiện để có đường cơ sở thẳng bao quanh. Từ đó, Bắc Kinh có thể thiết lập vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của, của quần đảo. Trong lớn với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam tính từ đất liền. Cùng với đó, Trung Quốc yêu sách cả xa chủ quyền và thực hiện thực thể ngầm như bãi tư chính của Việt Nam. Yêu sách của Trung Quốc là trong khu vực này, Việt Nam không có quyền khai thác, quản lý và bảo vệ tài nguyên mà phải gác các tranh chấp cùng khai thác với Trung Quốc. Với luận điệu như vậy, Trung Quốc đã thể hiện rõ dã tâm biến vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trở thành vùng biển chống lấn, tranh chấp và đòi hỏi quyền cùng khai thác. Trong khi theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982, đó là đặc quyền, độc quyền của Việt Nam. UNCLOS năm 1982 quy định ngay cả nếu khi Việt Nam không tiến hành khảo thác thăm dò khai thác tài nguyên ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa này của mình, thì cũng không có một quốc gia nào có thể biến cũng như tiến hành các hoạt động này mà không có sự cho phép rõ ràng của Việt Nam. Yêu sách này dẫm đạp lên luật pháp quốc tế. Theo luật sư Hoàng Ngọc Giao, viên trưởng PLD UNCLOS năm 1982 đã quy định chỉ có một quốc gia quần đảo mới có thể thiết lập đường cơ sở quần đảo này bao quanh và từ đó thiết lập vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa riêng. Quy định của UNCLOS cũng như là khái niệm của quốc gia quần đảo đã loại trừ khả năng Trung Quốc có thể áp dụng quy tắc quy chế quần đảo đối với tứ xa. Chưa kể là đến cái gọi là tứ xa đó không có nằm trong chủ quyền của Trung Quốc. Phán quyết của tòa trọng tài năm 2006 cũng đã khẳng định Trung Quốc không phải là quốc gia quần đảo nên không có quyền thiết lập đường cơ sở thẳng bao quanh quần đảo trường sa mà như đã đưa ra yêu sách đưa trung quốc ra hội đồng bảo an tuy nhiên vấn đề này là dã tâm của trung quốc đối với vấn đề biển đông sẽ không ngừng lại theo ông trương triệu dương nguyên đại sứ quán việt nam tại philippines làm chủ biển đông sẽ là điều mà trung quốc cố sống cố chết để làm vì đó là con đường duy nhất để trung quốc trở thành siêu cường trên biển đông cơ sở quan trọng tham vọng cường quốc đứng đầu thế giới. Ngoài ra, Biển Đông còn là con đường hàng hải lớn nhất nhì thế giới, là bãi đánh cá lớn nhất trên thế giới, bể chứa dầu mỏ. Thì đại sứ Trương Triều Dương cho rằng đáy Biển Đông là một trữ lượng đất chiếm cực kỳ lớn, mà nếu như Trung Quốc chiếm được đồng nghĩa với việc họ sẽ nắm giữ toàn bộ lực lượng đất liền hiếm trên thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc nắm được cổ họng của tất cả các nước, đặc biệt là các quốc gia phát triển. Thêm vào đó, các rãnh sâu ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cũng là nơi lý tưởng để nhóm tàu ngầm hoạt động. Những phân tích trên cho thấy Việt Nam cần có những hành động tiếp theo và theo nhiều chuyên gia đó là khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Bảo an. Theo luật sư Hoàng Ngọc Giao, Trung Quốc đã vi phạm hiến trương Liên Hợp Quốc và điều việt nam cần làm bây giờ là đưa trung quốc ra hội đồng bảo an liên hợp quốc hiến trương liên hợp quốc nói rất rõ đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế là các quốc gia thành viên liên hợp quốc từ bỏ đe dọa bằng vũ khí vũ lực sử dụng vũ khí vũ lực trong quan hệ quốc tế để chống lại bất kỳ bất chấp bất khả xâm phạm và toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia hành vi của trung quốc ở biển đông từ trước đến nay đặc biệt là sự hiện diện hiện nay tại bãi tư chính là hành vi vừa đe dọa dùng vũ lực dùng vũ lực bằng việc các tàu hải cảnh dân binh vào vùng đặc quyền kinh tế của việt nam phản ứng của quốc tế nhìn nhận đây là hành vi đe dọa thách thức đến an ninh và an toàn và hành vi nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế trung quốc không chỉ xâm phạm vùng biển của việt nam mà còn cả biển của malaysia và philippines luật sư giao nói chưa kể theo luật sư giao hoạt động tôn trọng các đảo bãi ngầm mà Trung Quốc xâm chiếm trái phép gây thiệt hại rất lớn cho tài nguyên môi trường biển. Vì đây có thể là lý do kiện Trung Quốc ra tòa án Liên Hợp Quốc. Và thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin thời sự của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi đồng hành và ủng hộ chương trình của chúng tôi. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.